Và hãy cùng với chúng tôi bắt đầu bản tin ngày hôm nay cùng với những tách cà phê nóng và tin tức cập nhật về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 sáng nay 30 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh thành phố, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là 62 ca. Như vậy, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 16.507 bệnh nhân mắc COVID-19. Và cụ thể, 94 ca mắc mới là các bệnh nhân 16414 đến 16507, có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. 93 ca ghi nhận trong nước thì có 62 ca tại thành phố Hồ Chí Minh, 21 ca từ Phú Yên, 4 ca từ Nghệ An, 3 ca từ Bắc Giang và 3 ca từ Bình Định. Trong đó 87 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 14.717 ca ghi nhận trong nước và 1.790 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 13.147 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, đó là các tỉnh Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ và Hà Nam. Và có 10 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là các tỉnh Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Cạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ và Đắk Lắk. Về công tác tiêm chủng, hiện tại đã có 3.593.970 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm chủng cho người dân.